Hôm qua ngày 19 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng đã ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, đảm bảo an ninh an toàn cho các đối tượng cảnh vệ khi đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng với sự tham dự của cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn thành phố. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đến dự và chứng kiến buổi ký kết. Trong những năm qua, Đà Nẵng là địa phương được lựa chọn hàng đầu để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội có tầm quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế khi đến thăm và làm việc tại thành phố. Việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác cảnh vệ đã đánh dấu bước phát triển trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan. Đây là căn cứ pháp lý để cán bộ, nhân viên hai đơn vị phân định rõ trách nhiệm, thống nhất thực hiện nhiệm vụ để hướng đến hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, việc thực hiện tốt các nội dung của quy chế phối hợp sẽ giúp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, hợp tác và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới ở một địa bàn chiến lược.